Puka bị bắt bại, một thói quen khi hẹn hò với Ginh Tuấn Kiệt trước hôn lễ. Trước đó Puka đã có một hành động liên quan đến quà ngày 20 tháng 10 khiến khán giả vô cùng tò mò. Theo một số nguồn tin, đám cưới của Puka và Ginh Tuấn Kiệt sẽ được diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Trong dịp 20 tháng 10 vừa qua, nữ diễn viên đã hào hứng khoe bó hoa được tặng bởi nửa kia. Tuy nhiên cô lại che một từ trong dòng chữ trên món quà đặc biệt khiến dân tình vô cùng hiếu kỳ. Ngay sau đó nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh ban đầu của bó hoa được tặng bởi Ginh Tuấn Kiệt. Cô bối rối cho biết vì đây vốn là thói quen trước đây khi ngầm hẹn hò với bạn trai kém tuổi, tờ há. Sao tôi vẫn che vậy? Thói quen nha mấy bà ơi ca ca. Puka và Ginh Tuấn Kiệt đã bắt đầu bí mật hẹn hò từ năm 2019. Thực tế một bộ phận khán giả không ít lần phát hiện hình hẹn hò của cặp đôi qua những story, hình ảnh cả hai đăng tải trên mạng xã hội. Thậm chí, người qua đường còn chụp lại hình ảnh được cho là Puka và Ginh Tuấn Kiệt xuất hiện ở nơi công cộng. Tuy nhiên trước khi công bố chuyện kết hôn, cả hai vẫn lựa chọn giấu kín mối quan hệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.